để chạy được thì các em nhìn phải có một cái server để nó chạy. Bây giờ đang ghi tên là trạng thái running này. Đây cái vừa xong đăng nhập vào cái server là SQL Express ghi bên trong một đơn này, running automatic này. Bây giờ các em tắt đi, phải kích vào đây này, hoặc kích chuột phải cũng có luôn. Kích vào stop đi này. Nhiều khi một số trục trặc virus gì đấy mà cái này nó tự động bị tắt thì các em vào đăng nhập SQL bị lỗi. Có một số con virus nó quậy phá thì đấy. Được chưa, bị mấy lần. Ok. Đấy xong ở đây này. Bây giờ tắt rồi nhá, anh vào lại như lần trước này. Đấy vẫn ngon này, cảnh đà thật ổn nhá. Nào đấy. Và cái phần mà các em nhìn thấy như này nó gọi là cái phần quản lý chỉ để soạn thảo các thứ thôi. Cái phần mà để chạy được các công lệnh để có một phần service này. Khi mà tắt cái service đi thì nó sẽ bị thông báo này. Nó sẽ ghi là nút 40, không thể mở chuỗi kết nối đến SQL Server này. Đấy. Khi nhớ cái lấy cái số 40 error hiện ra thì nhớ đến cái service đấy vừa mở nhé. Đây này, bây giờ cái này bị tắt. Cái này vào để bật nó lên. Thì trong này có cái công lệnh tìm tắt bây giờ SQL này. Đầu tiên. Đây nó tăng này thì mới chạy tiếp được này. Về sau khi mà các em làm các phần mềm mà muốn triển khai được nhiều máy thì sẽ phải tạo cái phần tài khoản, sau đó là public SQL ra thì kết nối trong mạng mới được. Đến lúc đấy em sẽ hướng dẫn sau, còn thời giờ dùng SQL ngon lành trước đã. Đây. Khi đăng nhập vào rồi thì các em sẽ nhìn đến mục database đầu tiên này. Đây trong này chứa các cơ sở dữ liệu. Có một cái system database tức là chứa các cơ sở dữ liệu có sẵn, giúp em cài đăng mặc định có luôn rồi. Bây giờ quan trọng nhất là các thao tác gồm có tạo database này, xong là backup này, restore này, tức là sao lưu này, phục hồi này. Sau đó các em tạo ra các file, có cái file của cái file dạng kịch bản viết dạng code ấy. Sau đó tạo tài khoản này, tạo table các công lệnh truy vấn từ đấy. Và một buổi nữa là sẽ hướng dẫn để dùng các công lệnh, và rất là quan trọng cái phần viết thủ tục ấy. Viết thủ tục và thủ tục về sau viết phần mềm dùng cái đấy nhiều nhất. Đây, đầu tiên để tạo cơ sở dữ liệu các em chú ý này. Để tạo sở dữ liệu các em kích chuột phải vào cái database. Sau đó này, chọn vào new database. Khi vào new database hiện lên là database name, các em điền cái cơ sở dữ liệu các em muốn DBMF1. Điền xong các em nhìn thấy cái file vật lý này, à file logic này, tên là có DBMF1 này. Cái file log nhật ký sẽ thêm tự động thêm tích trừ log, đúng như các em học trên lớp. Tuy nhiên có cái phần đường dẫn các em chú ý. Ở đây đường dẫn nó sẽ mặc định vào ổ C này, program file data. Và trường hợp này nếu mà các em cứ mặc định khi mà mình cài là win hay là gold thì sẽ bị mất hết dữ liệu ở trong đấy. Để tránh trường hợp mà bị mất dữ liệu, các em phải chọn lại cái đường dẫn cho nó. Em để vào cái phương mục khác ở ổ C đi. Giả sử để cái phương mục là tên là cơ sở dữ liệu anh chọn sẵn rồi hả. Đấy, ấn OK này. Cái file MDN này. Đấy, sau đó ấn OK vào. Và khi tạo xong các em có thể xem được cái database đang ở chỗ nào bằng cách kích chuột phải này, chọn vào property này, sau đó này kích chọn vào file này. Bây giờ các em kéo cái thanh ở dưới ra, thấy đường dẫn của nó path này, d này, cơ sở liệu chính là cái nơi mà chứa cơ sở liệu mình vừa tạo. Đây mở nó ổ đấy ra nhé, copy luôn trong đây ra. Tức là có cái hai cái file chính, một file là MDF, file NDF thì nó đều trong cái thư mục của mình đã tạo hết. Nó không vào phần mặc định vào ổ C nữa. Ổ C nó nguy hiểm, vì sao các em máy bị lỗi, gốt lại hay cài win lại là mình mất hết. Đây, bây giờ trong ổ C ở D này. Vào cơ sở liệu. Được rồi. Ở đây. Kế giờ sang khi là DB1 là trong hết trong đây rồi. Đấy. Và khi ấy thì lúc các em mà có cài được win hay gốt thì cũng không vấn đề gì cả. Và trường hợp bây giờ một vấn đề nữa là giả sử các em muốn copy cái file này và chỗ khác gửi cho USB. Giả sử copy cho chỗ khác thôi nhá, copy cả hai file này. Đấy, sau đó paste ở đây này, paste enter. Ok, sau này nhá. Copy được phần mục copy đi.
cậu em. Đấy, nó sẽ cần phân quyền này, copy sai. Đấy, bây giờ các em sẽ nhìn thấy nó thông báo mình không copy được, nó thông báo là đang được sử dụng này. Nó đang bởi vì là trong file đang mở bởi FL Express. Để tránh cái trường hợp này mà copy được thì các em phải tắt cái server đi. Đấy, để tắt cái server đang chạy các em kích chuột phải. Đấy, disconnect cái này nữa. Đây. Để có được khi cái file MDF của cơ sở này các em phải tắt cái này đi. Và cái kích chuột phải này. Chọn vào stop. Nếu là stop rồi thì nút phải tan lại, mà có nút cứ là chạy lại vào. Đây. Đợi một xíu, bây giờ các em copy lại file, giả sử có một file, hai file. Copy cho C nhé. Bây giờ copy thoải mái. Còn nếu mà bật cái nút giờ mình bật lên nó copy lại sẽ không được. Mình tắt rồi, bây giờ start lại cho nó chạy. Nhớ tốt của start, nhưng mình copy xong start luôn. Nút là FPL cũng chạy, vì sao? Trên lớp các em có được học các lệnh sao lưu không nhỉ? Thực hiện code sao nhỉ? Đấy, bây giờ anh hướng dẫn luôn nhé. Cái này hay dùng này, về sau là phần mềm để cơ sở liệu của mình đó. Mỗi người làm một nơi khác nhau, sau đó có một người tổng hợp nào muốn tạo một cái file nhẹ nhàng gửi cho người khác thì nó đấy dùng cái gọi là cái sao lưu hay là backup. Đấy, các em kích chuột phải này, sau đó chọn tan này, sau đó chọn backup này. Đấy, backup này các em ép vào này. Chỗ này đừng dẫn, các em muốn để luôn ổ xe nhá. Sang lưu này để lên đấy, ấn ok. Cái này là không đấy, cả cái chỗ này nó không cho ghi sang hay đồng hành phân quyền để cho mình sang. Rồi, nó báo thành công rồi, bây giờ các em nhìn vào cái ổ vừa qua chạm vào tên. Đây nó có cái tên là sao lưu. Và đôi khi các em cứ nghĩ là cái file sao lưu phải là .m gì nhỉ? .dak nhưng không phải, nhiều khi nó chỉ là file không thôi. Và sao lưu xong thì tức là cái trường hợp mình muốn phục hồi lại, tức là giả sử cơ sở này mình đang dùng nhưng mình một trường hợp này một số người xấu hay một số trường hợp đấy nó bị mất dữ liệu, mình muốn khôi phục những dữ liệu cũ mà ngày hôm trước mình có chẳng hạn. Lúc đấy mình sẽ dùng gọi là cái chức năng phục hồi dữ liệu. Đó là Tito. Đây là file sao lưu này. Bây giờ các em muốn phục hồi lại dùng chức năng Tito của nó. Tức là phục hồi những cái có sẵn. À, ngày xưa mình đã tạo cái file sao lưu kia. Như kiểu cái code của ấy, các em hay dùng ấy. Tạo bản code sao lưu các em máy thì mình lại code lại. Cái này giống hệt thế. Bây giờ để phục hồi lại các em kích chuột phải. Chọn vào tab. Nhưng không chọn vào backup mà chọn vào Tito. Chọn vào database bên trên. Đấy, có hai lựa chọn thì các em có thể phục hồi từ ổ đĩa, chọn program design, ấn A vào thì được cái file mà các em phục hồi chính là cái file code là các em làm win ấy. Ở đây này, bây giờ đây các em thì không nhìn thấy gì bởi vì ở đây đang lựa lọc cái file là dak và tm, còn cái file của mình bây giờ không phải là file đuôi đấy mà chỉ là file không thôi. Đây này, cái thuộc tính của nó xem chỉ là file không đấy. Có mỗi type ở file là file này. Vì thế mà các em phải chọn cái lựa chọn là on file thì ra là cái file kia. Chọn on file này. Chọn xem lại. Thì là kia xuất hiện bên dưới này. Sao lưu này, các em chọn đúng file đấy. Ấn ok. Đấy. Sau đó cái này, cái check này chưa đấy thì các em không sao lưu được. Phải check vào cái chỗ Vitor này. Đây là bước này vẫn chưa xong mà các em phải chọn vào cái option. Sau đó chọn override. Ấn ok. Đấy, nó báo successful là ổn này. Có phần khác là như khi trường hợp các em dùng các bản 2.08 này 2012 mà không về được 2.05 thì các em sẽ có một cái là sinh ra các công lệnh, như kiểu các mình viết code của disk database với table mình sẽ sinh được cái file là toàn công lệnh như thế và là file sao lưu nữa. Lúc đấy dùng một cái gọi là cái sinh exodisk, các em kích chuột phải chọn vào tab, sau đó chọn vào get exodisk, chọn next này. Ở đây hiển thị các cơ sở liệu cho mình. Nhưng mình kích chuột phải vào cái cơ sở liệu nào thì nó sẽ mặc định chọn như thế cho mình. Vừa rồi kích vào cái MF1 thì chọn MF1. Các em chỉ cần click vào next ở bước này thôi.
cái này không có cái dữ liệu là không sinh được, chọn cái sang không có cái bảng này. Đây chọn một cái này nhá, ra này, đây để screen này, này chọn đây. Đấy, trong này có các lựa chọn cho mình. Quan trọng nhất là các em chọn cái phiên bản của SQL muốn sinh ra để nó chạy được. Đây là 208 hoặc thì cao nhất này, các em phải chọn về 2000 hoặc thông dụng là 205. Sau đó muốn sinh cả cái file có dữ liệu kèm theo, tức là các công này insert muốn các em nhập bằng tay vào, thì các em chọn vào cái SDivator chọn bằng chu. Nó mà đi nào khô các em phải đảo về bằng chu thì nó mới sinh ra cái file có dữ liệu. Còn nếu không thì cái file ở nút các em tạo các sản liệu chỉ có mỗi cái cấu trúc bản thôi, chỉ có các bảng sinh viên hay thì không có một họ tên là Nguyễn Văn A hay nó về đến đâu. Chọn xong các em click vào đấy. Ở đây có các lựa chọn cho mình này, đầu tiên thủ tục này, bảng này, đây là user này, đó các tài khoản này, ở dưới là view này. Thông thường các em hay chọn mấy thằng chính này, thủ tục là bảng, cái view nhiều khi dùng các em chọn thằng view nhé. Sau đó chọn next này, ở đây hiển thị các danh sách các thủ tục. Các em muốn sinh cái kịch bản thủ tục nào thì chọn cái đấy, mà thông thường thì các em đều sinh hết cho nên chọn vào select all. Tiếp theo à, ở đây là các bảng cũng thế, có thể mình sinh chỉ một bảng hai bảng thôi, hoặc là mình sinh hết chọn select all, cái lần lựa chọn của mình thì thoải mái. Đây là view cũng thế này, đến đây thì nó sinh ra một cái lựa chọn là tạo ra một cái cửa sổ truy vấn mới, tức là mở cái dạng select viết như này. Còn cách hay dùng nhất là sinh ra một cái file mình gửi nó dễ và mất công lưu file này nữa. Các em chọn là file này, chỗ này file nên bình thường để hướng dẫn, giống như tên các file bình thường cái gì cả. Để về test này. Đây, sau đó finish, đợi một tí xíu. Bây giờ nó quay cái kia sau cửa 1. Đấy, nó xong cái kernel thôi. Cái này chết nhân đăng này. Đây, cái file vừa sinh ra thì nó sẽ ghi là dbtest này. Khi mà có file được các em muốn sử dụng nó thì làm cái đơn giản như sau. Gần khi đút vào đây, nó tải cho em cái sẵn rồi. Đấy. Và trong này sẽ cấu trúc cho mình này. Đây các credit table rất là quen thuộc với các em. Đây các table này. Còn phần dữ liệu của nó sẽ có các phần insert riêng. Đây này. Có cái insert này into table bình thường. Đây dữ liệu của nó bên cạnh đây này. Đấy. Đây các phần dữ liệu này. Và để tạo cơ sở dữ liệu cho thằng này các em chỉ cần tạo một cơ sở dữ liệu, sau đó là nhấn Excel là được. Ví dụ tạo một cái trống nhá. Cái này có một cái MF1 này. Chưa có một bảng nào. Bây giờ anh chọn cơ chạy trên cơ sở này. Trên thằng này. Chỗ này các em chọn UC này. Chọn là Master cho nó chạy chuẩn. Đấy, sau đó ấn Excel. Đợi một tí xíu xem kết quả. Đó đấy. Thế rồi chặn nhỉ. Đây là đang thực thi. Bốn tám nghìn dòng này, 48548 dòng này. Các em nhìn này, con nụ mồm nó không tệ này. Chẳng nhỉ. Đấy, các em chỉ cần đợi cái này nó xong là được. Đấy, giờ một số cái nó chạy chưa xong nó ra các bảng cho mình. Bây giờ xong rồi. Xong rồi cái cơ sở MF1 vừa rồi nó tạo chưa có bảng nào. Bây giờ các em xem kết quả. Đây các thủ tục nó sinh đã hết cho mình rồi.
mới đọc.